tới mến chào cô chú anh chị và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Em xin kính chào chị Hồng nha. Thì trước đây mình tôi cũng có kêu gọi các mạnh thường quân trong ngoài nước để cúng dường trai tăng tại các đỉnh chùa trong thành phố Trà Vinh á. Thì mình tôi cũng có kêu gọi thì cũng có cô chú mạnh thường quân gửi tiền về để lại cúng ba chùa. Thì mình tôi đã cúng hai chùa rồi, là chùa thứ ba mình tôi đang ghé là chùa Sông Rong Ác nằm tại phường 8 thành phố Trà Vinh. Thì mình tơ phải vào bên trong để gặp sư trụ trì để tơ tao cái phần tiền của chị gửi cúng tây tăng. Thì mà cô chú xem video của mình tơ nha. Rồi mình tơ mến chào cô chú chị và các mạnh thường quân trong và ngoài nước ha. Thì hôm nay mình tơ đang ở tại chùa Sông Rong Ác. Thì chùa Sông Rong thì đang xây dựng cô chú chị. Đây. Cũng được mấy chục phần trăm rồi cô chú chị. Thì hôm nay mình tơ nhận được số tiền của cô chú mạnh thường quân á, gửi về cho mình tơ để đi cúng chùa Sông Rong để làm trai tăng. Thì hôm nay mình tơ qua tới chùa rồi, chùa đang trống chuẩn bị lên lên sanh này, không biết gặp được sư trụ trì hay không nữa. Thì trước mắt là mình tơ quay vòng vòng công viên cho cô chú chị cùng xem nha. Qua đây là ngôi chùa Sông Rong Ác nằm tại phường 8 của thành phố Trà Vinh thì đang xây dựng. Kiến trúc rất là độc lạ luôn cô chú chị, rất là đẹp. Có cô chú nào xem được video này xin muốn có lòng hảo tâm luôn để có kinh phí cúng cho chùa thì liên hệ kênh Minter để chùa có kinh phí để xây dựng tiếp tục. Thì Minter nghĩ thì xây dựng cái ngôi chính điện này rất là tốn tiền, kinh phí rất là nhiều luôn. Thì các cô chú xây có lòng hảo tâm thì muốn cúng dường đến chùa Khmer tại tỉnh Trà Vinh thì xin liên hệ với kênh Minter nha. Thì chùa đang xây dựng tới hai cái một chánh điện một cái sala nữa cũng được. Kiến trúc rất là đẹp của chú vậy rồi. Mình nghĩ là chắc tốn rất là nhiều tiền cô chú xem được video này. Xin tiếp tục ủng hộ nguồn kinh phí để cho chùa xây dựng thêm. Cứ liên hệ với kênh Minter, một lát Minter sẽ vào bên trong để gửi phần tiền cô chú gửi về đây để cúng tây tăng. Minter sẽ gặp sư trụ trì để Minter gửi tiền cúng. Rồi Minter xin tắt video này đây cô chú chị. Đây là phòng của trụ trì này của chú anh chị. Thì mình tới với bước bên trong để gặp sư trụ trì để trao cái phần tiền của chị Hồng gửi về đây cúng tây tăng. Thì là cô chú anh chị xem video của mình tới nha. Mình tới mới chào cô chú anh chị và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Thì trước thời gian dịch bệnh mình tới có kêu gọi cô chú mạnh thường quân để giúp các cô chùa để làm trai tăng tại các điểm chùa tại thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay Minter cũng đang ở tại chùa Sông Rong Ác. Thì Minter cũng đem số tiền của mạnh thường quân là chị Hồng ở Mỹ cũng gửi cúng chùa Sông Rong 4 triệu. Thì hôm nay Minter đã đến gặp sư trụ trì. Thì con xin chào cô nha. Dạ quên rồi mình. Con nào gắn lại chút xíu. Xin chào cô. Cái phần tiền này của chị Hồng thì hồi xưa ba mẹ chị cũng ở Trà Vinh thì chị đi qua Mỹ rồi. Chị cũng mẹ chị cũng vừa mất được 3-4 năm nay thì cũng làm lễ hạ cốt tại chùa Bến Có. Thì chị Hồng rất cũng biết sư rất là biết chị Hồng. Chị cũng gửi tiền về đây để cho Minter đem đi cúng chùa 4 triệu để gặp sư. Chắc rồi cái phần tiền này Minter xin gửi cúng giùm chị Hồng. Vậy sư cũng đầu tiên thì tôi cũng gửi lại thăm gia đình của chị Hồng. Thì trong đó thì tôi cũng biết quen biết chị cũng lâu rồi. Thì và ngày nay thì chị cũng phát tâm trong sạch cúng dường một số tịnh tài để trai tăng trong mùa dịch. Thì tôi cũng thay mặt cho chị tăng đại đức tăng và trụ trì trong chùa
xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia đạo hộ trì cho gia đình chị gặp nhiều may mắn và gặp được bốn pháp lành của Đức Phật. Và hai nữa là xin hồi hướng cái công đức này đến những bậc ân nhân của chị đã quá giảng, trong đó thì có bà Kim Thị Còn là mẹ, là bà thân, và hồi hướng công đức này cho đến bà hưởng được phước báo này thì siêu sanh nơi ngàn cảnh quả trời quả người quả nếp bàn để thoát khỏi những điều lao khổ nơi tâm trong ngoài vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta lại số thân đi cho các bạn. Nam mô ta sa pa ka va to a ra ha to sa ma sa mpo ta sa nam mô ta sa pa ka va to a ra ha ta sa ma sa mpo ta sa nam mô ta sa pa ka va to a ra ha to sa ma sa mpo ta sa nai cha va ta sang kha ra pa ta va ya tha me no ngo pa che tua ne ra cha ni te sang vo pa sa mo so kho che rang Patayang kaya patawang atese sate cho cho ape to vay nhen no nirathang wakaling karang sapi ti yo vivan chan na sa paroko vina sato me ate pavatuan darayo suki ti kia yuko pava api vietana sahile sanai chang vati apachayino chata ro thamia wan tuan de ayun Vô văn nó sọc khăng, phà lăng các con đường nước đầy đủ, nhất là sông là rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chỗ làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả. Đến những người đã qua giảng, cầu xin ca quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời. Đến người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ. Đến người như trăng trong ngày rằm mã bằng trăng quay, cũng như ngọc mô ni chiếu xa rõ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Cầu xin nhận sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin do tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pha chân mừng là sông lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, hàng thêm đến người là người năng nhân mình lễ bái cung dường đến Tam Bảo, và có lòng trung kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão, tất cả hạnh phúc hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, căn sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả tam tinh thành Tam Bảo, cho đỡ thành tựu mỹ mãn, cho đỡ thành tựu mỹ mãn, cho đỡ thành tựu mỹ mãn. Chị Hồng xem được video này thì chị cũng gửi tiền cho Minh Tơ để cúng cho ba chùa tại thành phố Trà Vinh, thì Minh Tơ đã làm đầy đủ nghe của chị. Số tiền của chị gửi về Minh Tơ đã cúng hết rồi. Thì nếu cô chú xem được video này muốn đồng hành của Minh Tơ để cúng các ngôi chùa còn lại thì xin liên hệ với kênh Minh Tơ. Sư phụ cho con hỏi, như chùa mình xây dựng thì được bao nhiêu tháng rồi sư phụ? Chùa mình xây dựng là được mấy năm rồi, phải bao nhiêu tháng mà mấy năm rồi. Xây cái chính điện mới nè, dạ. Chính điện mới mấy năm rồi ha? Dạ. À. Và gần 3 năm rồi. Gần 3 năm hả? Dạ. Cái kinh phí dự trụ của mình là tổng dạ. Kinh phí bao nhiêu? Thì mình cứ xây vậy, mình đâu có kinh phí đâu. Nhưng mà nếu mà xây xong hết, xây hết là khoảng 2, khoảng từ 20 tỷ trở lên ạ. 20 tỷ mà dạ. Hiện tại giờ hiện tại thì 10 phần thì được 7 phần rồi. 7 phần. Còn 3 phần nữa. Ba phần nữa là được làm lễ khánh thành ạ. Mà hiện tại kinh phí mình dự trù để đủ chưa hay là còn chưa thiếu? Chưa có, còn thiếu gì còn thiếu mỗi ngày cũng tiền thở còn thiếu tiền thở nữa. Thì hôm nay con qua đây quay thì cũng chung là nãy mình ta có quay vòng vòng khu chính điện đang xây dựng cô chú anh chị tại tỉnh Trà Vinh. Thì cô chú xem được video này xin
tiếp tục ủng hộ nguồn kinh phí cho chùa để xây dựng thêm cái phần chính điện, thì đang dở dang, nói chung là đang thiếu tiền không sư phụ. Dạ. Mùa dịch này cũng hơi khó khăn. Dạ. Khoảng 20 tỷ. Dạ, 20 tỷ đó lên. Dạ. Đó là mình chỉ còn 10 phần là mình còn được 3 phần nữa là xong hết rồi. Còn thiếu phần 3 phần nữa cô chú chị. Nếu cô chú muốn có lòng hảo tâm cúng dường đến xây chính điện chùa Sâm Rôn á, tại tỉnh Trà Vinh, thì cứ liên hệ với kênh Minter nha. Tại Minter cũng kêu gọi nhờ cô chú mạnh thường quân trong ngoài nước, tại Trà Vinh thì cũng có 141 chùa đang gặp rất là khó khăn trong thời gian dịch bệnh này. Một số thì chùa đang xây dựng mới, thì cô chú có lòng hảo tâm thì với cứ liên hệ với kênh YouTube của Minter TV để Minter đi cúng hộ cho cô chú anh chị. Tại Minter là một dịp cầu nối, vừa thiện nguyện vừa cúng các điểm chùa. Vì Minter xin kết thúc video tại đây, vậy con xin kính chào cô chú nha.